cây dè của cúp 86 màu da trâu. Đó, các bạn nhìn vô. Này cái nhựa của nó đúc luôn. Cái nhựa của nó đúc luôn nha. Màu xám nha. Đó, cái thằng này hơi hiếm nha các bạn. 86 màu này hơi hiếm. Gắn được cho 81 luôn ha, 81 86 nó cùng một khuôn. Cái gieo khác nhau là 86 thì nó đúc luôn, cái màu nó đúc luôn. Còn 81 thì mình sơn thôi. Nhưng khác nhau ở chỗ đó. Rồi, cái này đẹp hết.